cả các chị. Và đây là một cái mẫu váy mà Mai Phương nghĩ là sẽ là siêu phẩm của bộ sưu tập lần này trong những chuỗi video review lần này của Mai Phương. Thì các chị nhớ là nếu mà chúng ta còn gọi là hơi suy nghĩ thì đừng suy nghĩ nữa, bởi vì Phương nghĩ là khi mà cái video này đăng lên ấy thì sẽ nhanh chóng là bán chạy thôi. Bởi vì là cái màu xanh ấy, là mỗi một lần Mega Passion up những cái clip review về màu sắc như thế này lên ấy, tức là thiên hướng màu xanh lá cây ấy, là bán cực kỳ chạy luôn, hết hàng trong một nốt nhạc. Nên là mọi người phải thật nhanh tay đặt hàng nhá. Và cái váy này thì nó còn có nhiều điểm nhấn hơn như thế là cái màu sắc. Điểm nhấn của nó thứ nhất ấy, là về chất liệu của nó thì là chất liệu lụa, chất liệu lụa tơ, một cái chất liệu mà gọi là chất liệu lụa tơ là một cái chất liệu bình thường á, mọi người nghĩ đến thì nó sẽ là rút sợ, mọi người cảm thấy không ạ? Khi mà mặc những cái áo mà lụa tơ mà mọi người hay gặp ở bên ngoài thị trường giá rẻ ấy, thì nó sẽ kiểu mình chỉ cần cọ vào đâu một phát thôi là nó rút sợi, thì nó hỏng, nó rút lại cái áo, nó chung hỏng áo luôn mặc được. Thì đây là một cái chất liệu lụa tơ cao cấp, nó sẽ không bị rút sợi như vậy, mặc rất là bền. Đó, và chất liệu rất là mát, nhẹ này, bay bổng này, mọi người thấy không? Váy này thì ở bên trong có một lớp nữa, nên là mọi người mặc nó rất là bay bổng và đẹp, form nó lên cũng có cái độ cứng form nhẹ, nên là mọi người mặc nó không bị dính chặt vào người. Kiểu dáng của chiếc váy này thì là kiểu dáng đuôi cá, một kiểu dáng quốc dân rồi. Đuôi cá này, dáng suông này, che được hết khuyết điểm luôn. Các chị em thì thường rất là thích mặc dáng suông, đặc biệt là những chị tầm từ 40 cho đến 60 tuổi thì cực kỳ thích mặc dáng suông. Nó sẽ che hết tất cả khuyết điểm luôn. Mặc cái váy này là không bao giờ lo lộ bụng luôn, chắc chắn luôn. Đó, và rất là xinh và trẻ nhá. Nếu mà các chị mà thích nhìn trẻ hơn ý, các chị có thể đi với một đôi giày thể thao cũng được. Đó, đi với đôi giày thể thao trắng. Nhưng mà mình biết đi một đôi giày thể thao trắng nó không nên quá là hầm hố, một đôi giày thể thao nhẹ nhàng thôi. Đó, để mình làm sao vẫn giữ được cái độ nữ tính của cái váy này nhá. Ngoài ra thì cũng có thể đeo một chiếc túi phía bên vai như thế này cũng rất là xinh. Đó, mọi người nhìn ông váy rất là bay bổng luôn. Chiếc váy này thì có đủ size SML và XL nhá. Phương là cao 1m65, nặng 48kg thì đang mặc size S nhá. Váy suông rất là dễ mua thôi, mọi người có thể đặt online được.